Hiện nay, ngành nông nghiệp chăn nuôi đang dần dần được phát triển theo hướng chăn nuôi hữu cơ. Bà con nông dân tự chủ nguồn thức ăn cho vật nuôi mà không còn phụ thuộc quá nhiều vào thức ăn công nghiệp bán sẵn. Một trong những công đoạn chế biến thức ăn cho vật nuôi là băm nhỏ cỏ, thân cây bắp. Công việc này thường khiến bà con tốn nhiều thời gian, công sức mà hiệu quả không cao. Hiểu được điều này, công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú với thương hiệu 3A giới thiệu đến bà con máy băm thân cây ngô, cỏ voi 3A 2,2 kW. Đây là thiết bị được sử dụng nhiều trong ngành chăn nuôi nông nghiệp. Máy băm được các loại phụ phẩm nông nghiệp như thân cây ngô, cỏ voi, ngọn mía, các loại rau xanh, tươi hoặc khô để ủ chua hoặc làm thức ăn trực tiếp cho vật nuôi. Máy có thể băm được nguyên liệu ở cả hai dạng tươi hoặc khô, tốc độ băm rất nhanh, thuận tiện cho bà con chế biến thức ăn chăn nuôi, giảm bớt nhân công lao động, tiết kiệm thời gian và chi phí. Toàn bộ thiết bị được làm thép tấm siêu bền, sơn phủ các lớp chống ăn mòn, chống han rỉ, cách điện, từ đó đảm bảo độ bền và giúp máy vận hành tốt trong điều kiện làm việc khắc nghiệt, tiếp xúc với độ ẩm lớn, ma sát cao, nhiều tác nhân gây ăn mòn. Máy có 4 bánh xe giúp bà con dễ dàng di chuyển máy đến các vị trí làm việc. Máy băm thân cây ngô cỏ voi 3A 2,2 kW sử dụng nguồn điện gia đình 220V, rất phù hợp sử dụng cho các hộ gia đình và trang trại chăn nuôi trâu, bò, dê, cừu, quy mô vừa và nhỏ. Với động cơ 2,2 kW mạnh mẽ cùng bộ dao băm sắc bén giúp băm nhanh gọn các loại thân cây cỏ voi. Ưu điểm của máy so với các sản phẩm khác trên thị trường là bộ phận cửa nạp liệu được thiết kế dạng băng tải dài và rộng. Bên trong được thiết kế lô cuốn, giúp kéo nguyên liệu vào trong, nhờ đó người vận hành không cần tiếp xúc tay quá gần với buồng băm, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Phần cửa ra sản phẩm có tấm chắn điều hướng phun cỏ, giúp cỏ sau khi băm được thu gom dễ dàng, không bị bắn tung tóe. Máy băm thân cây ngô cỏ voi 3A 2,2 kW cho năng suất làm việc ấn tượng. Đối với các loại thân cây ngô cỏ voi chứa độ ẩm 78% sẽ cho năng suất khoảng 500 kg một giờ. Còn đối với những nguyên liệu khác có độ ẩm 17% sẽ cho năng suất khoảng 200 kg một giờ. Sản phẩm sau khi băm có độ dài từ 3 đến 5 cm, do được băm xay nhỏ nên vật nuôi sẽ dễ dàng ăn và hấp thụ được nguồn thức ăn, không còn hiện tượng vật nuôi chỉ ăn phần lá, bỏ phần cuống cứng, mang lại những hiệu quả bất ngờ cho bà con nông dân. Máy băm thân cây ngô cỏ voi 3A 2,2 kW là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của hãng 3A. Thiết bị được đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề của 3A thiết kế, chế tạo, đề cao về mức độ an toàn cũng như hiệu quả cho người dùng. 3A tự hào là thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chế tạo và phân phối các loại máy nông nghiệp, máy chăn nuôi, máy môi trường tới tay bà con nông dân cả nước. Không chỉ riêng máy băm thân cây ngô cỏ voi 3A 2,2 kW, mà rất nhiều loại máy móc hữu dụng có tính thực tiễn cao, góp phần cơ giới hóa nền nông nghiệp nước nhà, được nhà sáng chế Nguyễn Hải Châu chế tạo và cải tiến. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.